Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới cuộc chiến của Hamas và Do Thái. Quý vị, trong ngày hôm nay, coi như Do Thái đã bắt đầu phải nhượng bộ là bởi vì họ đã đồng ý là sẽ có cái cuộc trao đổi con tin với lại phía Hamas để đổi lại một số ngày ngưng bắn. Đây là cái tin mới nhất mà chúng ta có được và cho thấy cuộc chiến chính trị không phải dễ dàng như chúng ta nghĩ, và trước đó sẽ có những áp lực gì và sau cuộc ngưng bắn này sẽ là những gì. Có lẽ đó sẽ là bài phân tích trong cái chương trình Houston Nhật ký phần 1 của Phong ngày hôm nay. Ok quý vị, trước hết chúng ta đi vào các bản tin đi, rồi sau đó chúng ta mới đi vào phần phân tích. Đầu tiên, bản báo cáo Do Thái đồng ý là sẽ có một cái thỏa thuận về con tin với lại phía Hamas. Phía nội các của chiến tranh của Do Thái đã đồng ý một cái những cái thời hạn và điều kiện với Hamas trong một cái thỏa thuận là trong đó sẽ trả tự do cho con tin. Đó là một trong những đài truyền hình của Do Thái đã thông báo cho biết như trên. Và báo cáo này diễn ra vài giờ sau khi mà nội các đã có cuộc họp với lại các gia đình của những nạn nhân mà có thân nhân bị bắt cóc ở Tel Aviv. Và theo tường trình của đài CBS cho biết là vào ngày thứ hai thì gần như là sẽ trả tự do cho 50 con tin, trao đổi lại có thêm cái việc mà hỗ trợ được đưa vào Gaza, trong đó bao gồm cả nhiên liệu. Tuy nhiên thì họ cũng đồng thời sẽ duyệt tới việc mà ngưng bắn theo tường trình của bản báo cáo cho biết. Và Hamas hiện đang giữ khoảng 240 con tin Do Thái trong khi mà họ bắt giữ từ lúc mà họ tấn công ngày 7 tháng 10. Và 40 người ở đó, 40 người Do Thái là tuổi ở khoảng 18, nằm trong số của các con tin theo tường trình của phía Do Thái. Cuộc đàm phán này giữa Do Thái và Hamas đã được Hoa Kỳ và cả giới chức của Qatar đã phá vỡ được bế tắc. Và việc ngưng bắn này có thể kéo dài 4 ngày hoặc 6 ngày mỗi một ngày, hoặc là 6 giờ mỗi một ngày theo tường trình của đài CBS cho biết. Và tờ Wall Street Journal nói rằng, dựa trên nguồn tin của một tờ báo ở tại đây cho biết rằng là không có một tù nhân Hamas nào được trả tự do trong phần của trao đổi này. Và phía Do Thái sẽ quan sát tất cả những tù nhân Palestine nào mà không có liên hệ tới Hamas có thể được trả tự do. Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu và các thành viên trong nội các đã gặp gỡ với 107 gia đình của đại diện cho 240 con tin. Cuộc gặp gỡ này là một cái vòng mới nhất trong vòng 3 giờ đồng hồ và vẫn không có một cái cuộc hỗn loạn. Trong đó thì các đại diện đã rời khỏi và trong đó họ nói rằng sau một giờ đồng hồ họ nói rằng không đủ cái thời gian để mà họ có thể tiếp tục cái tiến trình này. Có nghĩa là phía Do Thái đã đồng ý. Và trước đó thì quý vị, Trung Quốc đã tổ chức một cái cuộc họp với khối Ả Rập và Hồi giáo tại Bắc Kinh. Trong đó họ áp lực là phải có một cuộc đình chiến ngay lập tức. Quý vị, những gì chúng ta biết được về việc Trung Quốc đang tìm cách mở cuộc đối thoại để chấm dứt cuộc chiến tại dải Gaza. Một phái đoàn của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo kêu gọi cuộc đình chiến tại dải Gaza khi họ tới Bắc Kinh vào ngày thứ hai và được đón tiếp bởi giới chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc là Vương Nghị và những ngoại trưởng của Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan và chính quyền Palestine, kể cả Indonesia và cũng như là tổng thư ký của cái tổ chức liên minh hợp tác các quốc gia Hồi giáo đã bắt đầu cái tour trên toàn thế giới để mà kêu gọi chấm dứt cuộc đánh bom của Do Thái tại dải Gaza. Và chặng đầu tiên của họ là tại Trung Quốc và Bắc Kinh đã gia tăng cái vai trò quốc tế của họ, diễn ra trong vài tháng sau khi họ thành công nối kết được bang giao giữa Saudi Arabia và Iran. Và Trung Quốc là một người bạn tốt của anh em các quốc gia Hồi giáo và Ả Rập. Đó là lời phát biểu của Vương Nghị: chúng tôi sẽ bảo đảm những cái quyền lợi về pháp lý và quyền lợi của khối Ả Rập cũng như các quốc gia Hồi giáo và lúc nào cũng hỗ trợ cho người Palestine. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố của Vương Nghị đã đưa ra. Và chúng tôi đã sẽ gửi một cái thông điệp rất rõ ràng là chúng tôi muốn ngay lập tức ngưng cuộc chiến và ngưng cuộc sát hại. Chúng ta phải ngay lập tức đưa tất cả những hỗ trợ nhân đạo tới dải Gaza. Đó là lời phát biểu của Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud là ngoại trưởng của Saudi Arabia. Và ông nói rằng vấn đề của cần phải có sự uyển chuyển của quốc tế và thêm một cái nghị quyết được đưa ra bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15 tháng 10
kêu gọi là gia tăng cái vấn đề gọi là nhân đạo ở tại giải Gaza. Và trong khi đó thì đại sứ của Do Thái tại Trung Quốc là Erich Ben Abba trong ngày thứ hai nói rằng Do Thái cho phép những hỗ trợ cần thiết vào giải Gaza. Tuy nhiên, áp lực mà Do Thái về chính trị có động cơ chính trị là sẽ không được thực hiện trong cái hỗ trợ nhân đạo. Và cuộc gặp gỡ này diễn ra 9 ngày sau khi mà khối Ả Rập và Hồi giáo đã có cuộc họp tại Riyadh và Saudi Arabia đã tụ tập tất cả các thành viên của Liên đoàn Ả Rập và khối Hồi giáo. Và trong cuộc hội nghị này thì các lãnh đạo đã lên tiếng kêu gọi cái tòa án quốc tế ICC là phải tra điều tra về những tội phạm chiến tranh, những tội phạm chống con người mà phía Do Thái đã thực hiện ở trên lãnh thổ của Palestine. Quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng về mặt chính trị, Do Thái đang bị áp lực từ bên ngoài tới bên trong. Từ bên ngoài, tức là các khối quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã bắt đầu có một cái tour đi vòng trên thế giới để vận động chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức, tức là phải ngưng bắn ngay lập tức. Đây là cái đòi hỏi của họ. Và bên cạnh đó thì quý vị thấy được tác động chính trị mà mấy ngày qua chúng ta đã chứng kiến trong mấy tuần lễ qua, từ các cuộc biểu tình cho tới những cái chính trị gia khuynh tả lên tiếng cho cái vấn đề đình chiến này. Đồng thời là một số quốc gia bao gồm luôn cả Nam Phi đã bắt đầu ngưng lại các cái quan hệ ngoại giao với Do Thái. Và quý vị, ngày hôm nay là Do Thái phải cho triệu hồi đại sứ của họ từ Nam Phi về nước sau khi mà phía Nam Phi đã quyết định đóng cửa tòa đại sứ Do Thái tại đây. Và trước đó thì Bahrain đã bắt đầu ngưng lại các cái giao dịch ngoại giao với lại phía Do Thái. Cùng một lượt, Jordan là cái quốc gia có đường biên giới chung với Do Thái, họ đã ngưng lại một cái hiệp ước dùng dầu hỏa đổi nước với Do Thái. Trong đó họ nêu rõ về vấn đề của người Palestine. Quý vị, đây là áp lực từ bên ngoài mà Do Thái phải hứng chịu từ cái cuộc gọi là tấn công trả đũa và quét sạch Hamas ra khỏi lãnh thổ Palestine. Quý vị, bên cạnh đó họ còn áp lực từ bên trong. Áp lực từ bên trong đầu tiên hết là áp lực từ thân nhân của những con tin bị bắt cóc. Thì quý vị thấy chính quyền của Netanyahu đã có 3 giờ đồng hồ và nội các chiến tranh của ông cũng đã gặp gỡ với tất cả thân nhân của các con tin tại Do Thái. Và sau phiên họp này thì họ phải lui một bước. Bên cạnh đó chưa hết quý vị, thành phần khuynh tả ở Do Thái đã lợi dụng tình hình này gia tăng áp lực để mà buộc ông Netanyahu phải từ chức. Họ tăng cường áp lực rất nhiều từ ngay trong nội tình của Do Thái. Sau khi mà cái quốc hội Knesset của Do Thái là do phía đảng cầm quyền nắm và kể cả bên hành pháp là ông Netanyahu nắm, thì các đảng này được giới truyền thông cánh tả mô tả là cực hữu. Thì quý vị, họ đang bị áp lực bởi cái nhóm chính trị khuynh tả ở tại Do Thái để mà có một cái cuộc ngưng chiến và mở ra một cái hành lang nhân đạo. Nhưng mà nhóm khuynh tả này thì cũng khéo léo lắm, họ không có đi gay gắt quá để rồi mang tiếng là phản quốc. Do đó họ áp lực bằng cách là họ kích động một số những người dân Do Thái ở tại quốc gia này là lên tiếng và dùng các con tin làm một cái cớ bên ngoài để đả kích chính quyền của ông Netanyahu. Mục đích của họ, nếu không buộc ông ta từ chức thì ít nhất trong cái kỳ bầu cử sắp tới thì ông ta có thể sẽ bị rớt chức thủ tướng. Đây là một trong những cái áp lực từ phía trong của Do Thái. Chưa kể một số người là công dân Do Thái nhưng gốc Ả Rập họ cũng bắt đầu áp lực với chính quyền Do Thái là phải đình chiến, ngưng bắn. Thì quý vị, việc này xảy ra sau khi mà Do Thái đã kiểm soát được phía bắc dải Gaza. Thì có lẽ Do Thái đã đạt được cái mục tiêu của giai đoạn đầu cuộc chiến này, do đó họ bắt buộc phải nhượng bộ. Bên cạnh đó thì quý vị thấy rõ ràng Joe Biden là tổng thống Mỹ, mặc dù hỗ trợ cho Do Thái nhưng mà ông ta cũng đã gia tăng áp lực với lại phía của Do Thái, là ông ta đã yêu cầu phía Do Thái là ngưng bắn vài ngày hoặc là ít nhất là mà phải có một cái lộ trình để mà có một cái đường hướng gọi là hỗ trợ nhân đạo. Bên cạnh đó thì quý vị, những chính trị gia khuynh tả tại Hoa Kỳ đang áp lực cắt bỏ nguồn ngân sách dành cho Do Thái, trong đó đứng đầu là Bernie Sanders. Bernie Sanders là một thượng nghị sĩ thuộc phái độc lập nhưng mà ông ta bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ và ông ta được mô tả là một kẻ đi theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Ông ta là người đã đệ trình cái luật yêu cầu cắt bỏ cái nguồn ngân sách tài trợ cho Do Thái. Thì quý vị, ngay lập tức đã có một số thành phần khuynh tả ở trong đảng Dân Chủ và cực tả đã hỗ trợ cho cái dự án này của ông ta, và những người còn lại thuộc đảng Dân Chủ.
thuộc và họ ủng hộ cho Do Thái thì họ phản đối điều này. Thì quý vị thấy tất cả những áp lực này đều là áp lực chính trị. Và cái điều mà Do Thái lo sợ nhất trong cái giai đoạn này không phải là những áp lực từ những cái áp lực từ những cái quốc gia lớn như là Hoa Kỳ hay là Âu Châu, tại vì Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu cho tới giờ phút này vẫn đứng chung với Do Thái. Thì việc này họ không lo lắng lắm. Điều họ lo lắng nhất là những quốc gia khác cắt bỏ mối quan hệ ngoại giao vốn họ đã nỗ lực suốt hơn nửa thế kỷ qua để đạt được một phần ngoại giao, và giờ này vì một cuộc chiến này họ có thể mất trắng tất cả. Bởi vì quý vị, phía Iran đã đưa ra cái ý niệm này. Chính phía Iran đã đưa ra cái ý niệm này, và ít nhất chúng ta thấy được hai quốc gia cho tới ba quốc gia đã bắt đầu có hành động. Jordan thì ngưng lại cái hiệp ước dùng dầu đổ dầu, dùng dầu đổi nước với Do Thái. Bahrain, tức là cái quốc gia đã ban giao với Do Thái năm 2020, thì đã ngưng lại tất cả các cái quan hệ về ngoại giao với Do Thái. Và mới ngày hôm nay thì tới phiên Nam Phi đóng cửa tòa đại sứ Do Thái, và Do Thái phải triệu hồi đại sứ của họ về nước. Thì quý vị, đây sẽ là một cái tác động rất lớn, bởi vì khi mà Do Thái lập quốc, họ đã gặp rất nhiều trở ngại. Khi mà những quốc gia kiếm được một quốc gia ban giao với họ không dễ dàng. Kiếm được một quốc gia ban giao với họ không dễ dàng. Ngay tại Trung Đông thôi quý vị, từ năm 1967 cho tới năm 2020, họ chỉ có hai quốc gia chính thức ban giao với họ là Jordan và Ai Cập. Jordan và Ai Cập là hai quốc gia duy nhất tại khối Trung Đông là có ban giao với họ thôi. Sau năm 2020 thì có thêm bốn quốc gia khác nhờ vào công sức của ông Trump và con rể của ông là Jared Kushner. Thì có thêm bốn quốc gia gồm có Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Monaco và Sudan. Tuy nhiên bây giờ thì Bahrain lại ngưng lại tất cả các cái quan hệ ngoại giao với Do Thái. Thì quý vị thấy nỗ lực của Do Thái không phải dễ dàng. Họ bị cắt rất là dễ dàng, nhưng mà để nối kết lại ba quan hệ ngoại giao là một điều khó khăn. Và điều thứ hai mà cái điều đáng sợ nhất của họ là khi mà cắt bỏ các mối quan hệ ngoại giao, có nghĩa là một cái hành động phong tỏa cô lập Do Thái, thì bước kế tiếp các quốc gia này sẽ cấm xuất cảng hay nhập cảng bất kỳ một món hàng nào đến Do Thái hoặc từ Do Thái tới quốc gia của họ. Nếu Do Thái chưa chịu đình chiến thì phía Hamas sẽ kích động những quốc gia này tiếp tục đưa ra những chính sách cứng rắn hơn. Và quý vị đã thấy rõ, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đồng minh thân cận của Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng và xác nhận Hamas là một tổ chức chính trị và lên án cái mà ông ta gọi là tội ác chiến tranh của Do Thái. Thì quý vị, do đó cuộc chiến chính trị lần này Do Thái đối diện với một cái gay gắt về mặt chính trị, và cuộc chiến này có vẻ hơi khó khăn. Họ có thể giành được cái sân về truyền thông sau khi mà họ tấn công vào cái bệnh viện Al-Shifa, vạch ra cho thấy là Hamas đã lợi dụng cái người dân Palestine để làm cái khiên che thịt ở phía trước mắt. Tuy nhiên, phần này chỉ là một phần. Cái này chỉ là một phần của cái việc gọi là chứng minh được cái sự chính nghĩa của họ. Điều quan trọng nhất, giống như ngày hôm qua tôi có phân tích, các quốc gia Ả Rập từ ở Saudi Arabia tới Qatar, Kuwait hay là Oman, kể cả Jordan, điều họ lo sợ nhất, nếu như mà Do Thái giải quyết thành công cái vấn đề của Hamas và coi như là ở vùng đất của dải Gaza và Tây Ngạn sẽ không còn bóng dáng của một dân quân Hồi giáo nào, thì có nghĩa là các cái nhóm dân quân Hồi giáo khác họ không nằm ở tại dải Gaza. Thì quý vị, họ sẽ tổ chức những cái cuộc tấn công vào các quốc gia khác mà họ cho rằng là đã mang cái lợi tới cho Do Thái. Và họ sẽ quấy phá ở tại Ai Cập, ở tại Jordan, ở tại Saudi Arabia, ở tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Họ sẵn sàng tấn công, và đặc biệt là những nhóm dân quân nằm ngoài lãnh thổ Do Thái. Ngay trong lãnh thổ Do Thái thì có hai nhóm dân quân hoạt động. Thứ nhất là Hamas. Thứ hai là Islamic Jihad, tức là Thánh chiến Hồi giáo. Đây là hai nhóm dân quân hoạt động trực tiếp tại dải Gaza. Còn tất cả những nhóm dân quân còn lại thì hoạt động bên ngoài lãnh thổ của Do Thái. Trong đó có Hezbollah, trong đó có Houthi, trong đó có Muslim Brotherhood, Boko Haram. Những nhóm dân quân này, họ đều triệt tiêu Do Thái, nhưng họ nằm ngoài lãnh thổ của Do Thái. Họ nằm ngoài lãnh thổ của Do Thái. Do đó, nếu như mà Do Thái thành công trong cái việc mà triệt tiêu được Hamas,
và tổ chức Islamic Jihad, tức là Thánh chiến Hồi giáo, thì coi như Do Thái chỉ phòng thủ tất cả các đường biên giới của họ với các quốc gia khác thôi. Họ không lo ngại lắm cái vấn đề nội tình và ngay cả trong cái khu vực của người Palestine. Và cuối cùng thì những nhóm dân quân này có thể sẽ chuyển mục tiêu của họ. Thay vì tấn công trực tiếp vào Do Thái, họ sẽ mở cuộc tấn công vào những quốc gia mà họ cho rằng đã đem cái lợi tới Do Thái. Đem cái lợi tới cho Do Thái là những quốc gia Ả Rập. Do đó quý vị, các quốc gia Ả Rập không muốn mình trở thành mục tiêu bị quấy phá, bị tấn công bởi các nhóm dân quân. Do đó, họ muốn duy trì một phần nào cái tinh thần của Hamas để cho Do Thái phải vẫn trở thành mục tiêu của những nhóm dân quân này. Đây là ẩn ý của những cái quốc gia Ả Rập. Họ không muốn họ trở thành mục tiêu. Họ muốn mục tiêu đó nhắm vào Do Thái. Nhưng họ cũng không để cho Do Thái chết. Họ không để cho Do Thái bị xóa sổ. Bởi vì Do Thái bị xóa sổ là tới phiên họ cũng bị xóa sổ luôn. Nếu những nhóm dân quân này thành công mà xóa sổ được Do Thái trên vùng đất này, thì quý vị coi như là toàn bộ Trung Đông sẽ bị thay đổi tất cả cái mô hình của họ. Chính vì vậy mà các quốc gia Ả Rập họ vẫn giữ một phần nào, nghĩa là ngầm ủng hộ Do Thái. Mặt ngoài thì họ lên án các hành động của Do Thái, nhưng mặt trong họ không có một hành động nào. Bây giờ thì họ đi khắp nơi vận động yêu cầu Do Thái đình chiến. Họ có mục tiêu. Và cuối cùng họ mở đường cho Trung Quốc. Họ mở đường cho Trung Quốc. Cái chặng đầu tiên họ tới lại là Bắc Kinh. Thì quý vị, rõ ràng là Do Thái đối diện với một cái thách thức rất nhiều ở trong cái cuộc chiến về chính trị. Và ngày hôm nay quý vị thấy Do Thái đã đồng ý là có thể họ sẽ ngưng bắn 4 ngày, hoặc là họ sẽ ít nhất một ngày ngưng bắn 6 giờ đồng hồ để tiếp tế nhân đạo và trả tự do. Và phía đổi lại thì phía của Hamas sẽ trả tự do cho 50 con tin. Theo tờ New York Times thì phía Hamas ép Do Thái phải trả tự do theo cái danh sách mà họ có được những người Palestine đã bị cầm tù. Nhưng mà phía tờ báo của Do Thái thì nói rằng chính phủ Do Thái đang duyệt xét lại những người Palestine nào bị tống giam trong nhà tù của Do Thái mà không có liên hệ tới Hamas thì có thể được trả tự do. Vẫn chưa biết là số lượng sẽ được trả tự do là bao nhiêu. Nhưng mà Hamas nắm trong tay 240 con tin. 240 con tin. Họ sẽ dùng cái lượng con tin này để trả giá dài dài. Vấn đề ở chỗ quý vị, vấn đề ở chỗ là những cái trò đạo đức giả của những quốc gia kêu gọi đình chiến. Họ biết rõ ràng bắt cóc con tin là hành động không thể chấp nhận được. Bắt cóc con tin tức là kidnap là không thể chấp nhận được. Nhưng mà họ vẫn ép Do Thái là đình chiến. Nhưng họ lại không ép Hamas là phải trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin bị bắt cóc. Trong đó có một số công dân ngoại quốc. Thì quý vị, rõ ràng là những quốc gia này vẫn tìm cách gọi là áp lực với Do Thái. Kêu Do Thái đình chiến. Nhưng mà không lên án và không buộc phía Hamas phải trả tự do toàn bộ con tin. Mà chỉ trả tự do cho 50 con tin để mua lại 4 ngày ngưng chiến hoặc là mỗi một ngày 6 giờ đồng hồ ngưng chiến. Vậy thì những con tin nào sẽ được Hamas trả tự do, gồm có phụ nữ và trẻ em? Và quý vị, những người còn lại, số phận họ ra sao? Tức là 190 người còn lại, số phận của họ sẽ ra sao? Và những quốc gia trên thế giới thì họ nói rằng họ chủ trương là sử dụng cái biện pháp ngoại giao đối thoại để giải quyết hòa bình. Nhưng cuối cùng quý vị, họ vẫn nhượng bộ cho những thế lực bạo động. Hành động của Hamas là hành động bạo động. Và sử dụng bạo động, bắt cóc, tức là những cái hành động được xem là vi phạm tội ác rất rõ ràng. Nhưng bây giờ họ không nhắc gì tới cái hành động bắt cóc của Hamas để mà tống tiền Do Thái, tức là dùng các con tin để uy hiếp Do Thái. Mà ngược lại họ ép Do Thái phải đình chiến cho các cái gọi là đường hướng nhân đạo. Và chính quyền của ông Netanyahu bây giờ phải đối diện với rất nhiều áp lực từ bên ngoài cho tới bên trong. Bên ngoài thì cũng còn cứng rắn được, bên trong rất là khó. Bên trong nhất là cái lực lượng khuynh tả đang lợi dụng chuyện này. Một là họ tìm cách gọi là tước đi cái uy thế của đảng cầm quyền để chuẩn bị cho mùa bầu cử sau.
còn hai có cơ hội, họ sẽ ép tới để cho ông Netanyahu phải từ chức. Đây là cách của nhóm Khuynh Tả làm, bởi vì họ rất tức giận sau khi mà đảng cầm quyền của ông Netanyahu đã cho thay đổi cái hệ thống pháp lý. Và chính Joe Biden ủng hộ cho nhóm Khuynh Tả này cũng đã bắt đầu giữ một khoảng cách với ông Netanyahu. Quý vị nên nhớ là kể từ khi mà ông Netanyahu thắng cử vào tháng 12 năm ngoái, Joe Biden không hề mời ông ta tới Tòa Bạch Ốc cho tới bây giờ luôn. Lần đầu tiên họ gặp nhau là tại một khách sạn ở New York trong cái phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, chứ cũng không gặp tại Tòa Bạch Ốc. Ông ta tiếp Tổng thống Do Thái tại Tòa Bạch Ốc, nhưng mà Tổng thống Do Thái là ông Herzog chỉ là một cái biểu tượng của Do Thái thôi. Đảng cầm quyền là đảng Likud của ông Netanyahu. Ông ta chưa bao giờ tiếp đãi Netanyahu ngay tại Tòa Bạch Ốc kể từ khi ông ta nhận chức. Thì quý vị thấy rõ ràng là ông ta đang tìm cách gọi là tước đi quyền lực của Netanyahu và tìm cách làm cho đám Khuynh Tả đánh bại Netanyahu trong cuộc bầu cử tại Do Thái. Đơn giản bởi vì Netanyahu là đồng minh của ông Trump. Netanyahu là đồng minh của ông Trump. Do đó quý vị, lần này Joe Biden ở cái thế phải hỗ trợ cho Do Thái, bởi vì Do Thái là xương sống của Hoa Kỳ. Nhưng mà ông ta cũng đã áp lực phía Netanyahu. Bên cạnh cái áp lực nhẹ nhàng về cái mặt gọi là quân sự, thì ông ta lại tiếp tục thọc gậy châm trước cho lực lượng Khuynh Tả ngay trong nội địa của Do Thái, đã bắt đầu giống lên cái phong trào kêu gọi Netanyahu từ chức, tạo một cái áp lực chính trị trước khi có cuộc bầu cử sắp tới. Thì quý vị, đây là một trong những cái áp lực mà Netanyahu và chính quyền cánh hữu của ông ta phải đối diện. Và trước mắt thì chúng ta thấy, ok, có thể rằng là bởi vì họ đã kiểm soát xong phía bắc dải Gaza, họ thấy rằng có thể đi tới một cái giải pháp gọi là tạm thời ngưng bắn được trước khi mà họ mở cái cuộc tấn công về phía nam. Thì có thể là Do Thái đã hoàn tất được cái giai đoạn đầu, và phía Mỹ cũng thấy rằng ô, Do Thái đã kiểm soát được phía bắc cái dải Gaza rồi, tới lúc mình đã kêu gọi ngưng bắn hay đình chiến. Nhưng quý vị, rõ ràng là cái áp lực chính trị này Do Thái không dễ dàng vượt qua. Nhất là trận này nó là dính dáng tới Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ở cái thế không còn chọn lựa, phải hỗ trợ hết mình cho Do Thái. Và chính điều này nó đã dẫn tới sự đả kích của Trung Quốc và của Nga. Nga thì chưa lên tiếng nhiều, nhưng mà Bắc Kinh đã bộc lộ cái tham vọng của họ, lợi dụng cái xung đột của Hamas và Do Thái, lợi dụng việc Hoa Kỳ hỗ trợ cho Do Thái để bắt đầu giành tầm ảnh hưởng tại Trung Đông. Và chứng tỏ họ đã chiến thắng. Ít nhất là cái phái đoàn Hồi giáo và Ả Rập sau cái phiên họp tại Riyadh thì họ đã có một cái thống nhất, tức là họ sẽ tổ chức một phái đoàn đi khắp nơi trên thế giới vận động. Điểm đầu tiên họ tới lại là Bắc Kinh. Tức là họ muốn gửi một thông điệp cho phía của Hoa Kỳ là các anh phải có một cái thái độ lại với chúng tôi. Nếu như không thì dần dần Bắc Kinh sẽ được mở cánh cửa gây ảnh hưởng tại Trung Đông. Do đó quý vị, chặng đầu tiên của những quốc gia này khi mà đi vận động trên thế giới, họ chọn Bắc Kinh. Đây là một cái chính sách thất bại của Joe Biden. Khi mà Joe Biden đã đẩy những đồng minh đối tác của Hoa Kỳ ra khỏi tầm tay. Và quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra nếu Trung Quốc thao túng được Trung Đông? Nếu Trung Quốc thao túng được Trung Đông, sân sau thứ hai của Hoa Kỳ. Trung Quốc đã thao túng được sân sau thứ nhất của Hoa Kỳ là ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Bây giờ Trung Quốc bắt đầu nhúng tầm ảnh hưởng của họ vào khu vực Trung Đông, nơi được xem là có hơn 40% nguồn nhiên liệu của Hoa Kỳ lệ thuộc vào Trung Đông. Quý vị, chính sách gọi là ngoại giao mềm dẻo của Joe Biden đã mang tới một cái hậu quả rất lớn, một cánh cửa mở rộng cho Trung Quốc. Và nếu như mà đi theo lộ trình này, dần dần Hoa Kỳ sẽ mất tư thế. Dần dần Hoa Kỳ sẽ bị mất tư thế, không còn chỗ đứng. Trong khi tất cả những quốc gia Ả Rập xưa nay, họ dựa vào cái hiệp ước đồng minh của Hoa Kỳ để bảo đảm an ninh quốc phòng cho họ. Nhưng giờ phút này chưa chắc. Giờ phút này Trung Quốc thúc đẩy một cái thế giới đa phương thì họ chưa chắc đã tiếp tục dựa dẫm vào Hoa Kỳ. Và một chứng minh rất rõ ràng, Bashar al-Assad, tổng thống của Syria, ông ta bị Hoa Kỳ cô lập.
Nhưng mà ông ta có chết đâu, Nga đứng ra hậu thuẫn. Cho tới bây giờ ông ta vẫn nắm quyền tại Syria và đang đánh chiếm lại từng phần trên lãnh thổ Syria. Do đó, những quốc gia Ả Rập vẫn đánh giá là họ deal với quốc gia nào mà họ cảm thấy thoải mái. Họ cảm thấy thoải mái. Quý vị, tôi sẽ không loại trừ việc mà dần dần các quốc gia Ả Rập sẽ chọn mua vũ khí của Nga, của Trung Quốc thay vì của Hoa Kỳ. Xưa nay họ mua vũ khí của Hoa Kỳ, họ năn nỉ mua vũ khí của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ chưa chắc. Tại vì Trung Quốc đã nhúng cái tầm ảnh hưởng của họ vào Trung Đông. Họ có được Iran ở đó, họ có được ông Bashar al-Assad của Syria ở đó. Rồi bây giờ quý vị, Saudi Arabia, quốc gia bán lãnh đạo của khối Ả Rập, cũng đã bắt đầu có những cái tiếp cận rất gần gũi với phía Trung Quốc. Điều này sẽ gây ra nguy hiểm cho cái chiến lược của Hoa Kỳ trên toàn cầu, không chỉ là Trung Đông, ở Trung Mỹ, Nam Mỹ, mà ngay cả cái chiến lược Á Châu, Thái Bình Dương cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Khi mà các quốc gia tại Á Châu nhìn thấy thế lực của Hoa Kỳ tại Trung Đông bị giảm đi, tại Trung Mỹ, Nam Mỹ bị giảm đi, chưa chắc họ đã chọn phía Hoa Kỳ. Nhất là lần này, cuộc chiến của Do Thái và Hamas nổ ra, Malaysia và Indonesia là hai quốc gia Hồi giáo ở tại Á Châu đã phản đối gay gắt các cuộc tấn công của Do Thái. Họ đã thúc đẩy khối ASEAN ra nghị quyết kêu gọi Do Thái đình bắn, đình chiến. Thì quý vị, rõ ràng là nó ảnh hưởng tới cả khu vực Đông Nam Á. Bởi vì Joe Biden đi một cái chính sách mơ hồ, nó dẫn tới cục diện này. Không có một cái lập trường rõ ràng ai là địch, ai là bạn. Ngay cả kẻ thù như Trung Quốc mà cũng chỉ gọi là kẻ là đối là gì đối tác cạnh tranh thôi. Đối thủ cạnh tranh thôi. Thì quý vị, chính vì cái chính sách này nó sẽ khiến cho Do Thái trở nên nguy hiểm hơn. Và lần này cả Trung Quốc lẫn Nga đang sử dụng cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái đã kích phía Hoa Kỳ. Nga có chủ trương của họ. Họ sử dụng cái này đã kích Hoa Kỳ để làm mất uy thế Hoa Kỳ tại Âu Châu trong cuộc chiến của họ tại Ukraine. Trung Quốc sử dụng cuộc chiến của Do Thái và Hamas để phá thế cô lập của Hoa Kỳ tại Á Châu và tìm cách kích động những quốc gia Hồi giáo tại Á Châu quay đầu chống lại Hoa Kỳ. Do đó quý vị, lần này Do Thái không phải dễ dàng trong cuộc chiến này. Họ không thể gọi là rất thách thức, bằng chứng là ngày hôm nay họ phải nhượng bộ. Họ phải đồng ý ngưng chiến trong 4 ngày hoặc là ngưng bắn trong 6 giờ đồng hồ mỗi một ngày để tạo một hành lang nhân đạo. Và quý vị thấy cuộc thăm dò ngày hôm qua của một cái tờ báo và một cái số cơ quan truyền thông tại Ả Rập, 85% người Palestine tại Tây Ngạn và dải Gaza đều ủng hộ cho cuộc khủng bố của Hamas. 85%. Có nghĩa là lần này triệt tiêu được Hamas ra khỏi dải Gaza, Do Thái cũng chưa chắc sống được hòa bình. Bởi vì tất cả những người Palestine đều xem Do Thái là phải biến mất khỏi khỏi lãnh thổ của họ. Tức là họ bị đầu độc, họ bị truyền bá những cái tư tưởng là phải đất nước của Do Thái là của họ. Họ phải đánh người Do Thái dăng ra khỏi đây và triệt tiêu người Do Thái, giành lại mảnh đất của họ. Đây là cách mà những kẻ cực đoan ở trong giới Palestine, đặc biệt là Hamas, đã đầu độc họ. Cho nên cuộc thăm dò đưa ra 85% người Palestine ủng hộ cho cuộc tấn công khủng bố của Hamas. Quý vị, đây là cuộc chiến không dễ nhai. Và giống như tôi nói, Hoa Kỳ là một cái nước mạnh nhất thế giới, nhưng lần nào Hoa Kỳ cũng thua trên mặt trận chính trị. Lần nào họ cũng thua trên mặt trận chính trị. Từ cuộc chiến Việt Nam kéo qua tới cuộc chiến ở tại Afghanistan, rồi tới cuộc chiến của Iraq, họ đều thua về mặt chính trị. Do đó, đây là cuộc chiến rất khó. Nó không có súng đạn, nhưng mà ngôn ngữ nó có thể khiến cho một dân tộc biến mất khỏi trái đất này. Nó không có súng đạn đâu. Cuộc chiến về chính trị không có súng đạn đâu. Nhưng nó có thể khiến cho một dân tộc biến mất khỏi trái đất này một cách rất dễ dàng. Do Thái đang đứng trước ngưỡng cửa này. Và Hoa Kỳ đang đứng trước cái thách thức làm sao duy trì được vai trò lãnh đạo của mình. Quý vị, đây là cuộc chiến rất là khó khăn cho Do Thái và chúng ta phải chờ xem coi cái thái độ của Netanyahu. Chúng ta không nên trông chờ gì về cái thái độ của Joe Biden cả. Do đó quý vị,
Nếu cuộc chiến này mà đi tới cái giai đoạn đình chiến thì coi như Do Thái thất bại hoàn toàn. Chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa bài Do Thái vẫn tiếp tục được lan truyền. Họ sẽ còn phải điều với vấn đề này thêm cả trăm năm nữa. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.